ra cái bát xong rồi nhà nào ngon thì có tí nước mắm đổ vào, xong rồi mẹ cứ nước sôi chan cơm nguội mẹ mới cả cà thôi, anh Nhung hiểu không? Mà có cơm là còn là còn giàu đấy. Con ngày xưa gửi anh một thời gian đấy, con Black Lin đấy. Con này nuôi ở nhà đẹp nhỉ, thương nhỉ. Lúc nào đuôi nó cũng lõng ra. Ông Phạm nuôi đấy. Mấy năm rồi. Con này ngày xưa ông Phạm nuôi. Gửi anh em nuôi mỗi từng vào thời gian. Đúng rồi, cái thời xưa em hay đi chơi, cứ thỉnh thoảng đi chơi lại gửi. Ông Kha cầm con này ấy. Cũng gửi mấy hôm. Anh tơ cái nuôi, con Phạm nuôi. Con này cũng nhầm, con này được 7 năm rồi. 7 gì? 4 năm. 4 năm là cái lúc chú bắt về nó đã giả gần bốt rồi. Con này mua của thằng Hữu Bình đấy. Thằng Hữu Bình Bắc Linh đấy. Đúng rồi, thằng này con này bắt Hữu Bình Bắc Linh. Nhưng mà lúc đấy là nó mới được có một vụ thôi, bánh tẻ một vụ thôi. Mua của nó từ năm 19 đấy. Trời. Nó chẳng là có sang làm thi được không ấy. Con cột bóng nuôi vài năm nữa nó thế này nhờ anh nhờ. Con kè cột bóng nuôi vài năm nữa nó thế này. Ở nhà nó cũng nuôi cực mồm này. Cứ nuôi thì sao nó khác được. Cút đê, nào gặp cút đê. Dế đâu, sâu đâu, mập đâu. Anh lại thấy cái giấy phép về hè như nào rồi nhỉ? Trước thì tức bắt cả thì sau bây giờ hết rồi anh ạ. Hôm về xong tối trời hết. Thế nhưng mà mình nộp hết lên chưa? Hôm mình nhé rồi, tức thì cái bắt cả này. Em chặn nhà. Nộp từ hôm về chiều hôm nay. Còn nộp từ hôm bảo cái quý đấy gì? Hôm nay nó bị khớp. Anh thử kiểm tra nó xem cho hết hạn rồi đấy. Mẹ không thì nó lại đến nó lại. Nó cứ hết hạn cái là lại có thằng nó gọi điện ngay anh hiểu không? Ok. Tiền đâu lắm, tiền mất hai lên test mất. Cho anh vay 2 triệu bắt ngay. Cái gì? Con nào? Ai có vay tiền bắt con 4 triệu rưỡi nữa anh. Con vừa hỏi đấy. Chúng bắt đây.
Không, anh đang muốn giải tán nè. Không, mãi không nuôi được con này. Mai về cái ôm lông mà. Không để anh nuôi chú ở lên kia. Không, đã nuôi rồi, nuôi luôn. Mai thành tải chi tiết. Được cái nhà nghe hoắc không kê thì mẹ rất là hiên. Mở ra lồng ra theo lên nào thôi. Mọt cá nó kê bắt cho xuống. Nó nhặt cái xòe tét cái này, xong để mẹ chân vàng mỏ vàng bê hồn cái chẳng. Làm lại cái khóa dây. Mang ở đây cứ khóa mẹ ở đây này. Mẹ 3 ngày ở đây hót thế là ok. Thung của nó, chiếm thung. Con này mà muốn hót thì ông phải ra đây sớm một mình. Trước là anh mang ra đây thì một mình nó hót rồi. Không, thì sao tuần sau em bận bận này buổi hết rồi này, buổi chiều, buổi chiều em đã một mình rồi.